chào mừng mọi người quay lại với kênh Sử TV nhé. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn với mọi người nhé. Nhưng hôm nay thì là mình làm khá là đơn giản. Lấy các loại rau của mình thì có gồm có lá tỏi, với loại rau thơm, với là một quả xoài thôi mọi người ạ. Và mình sẽ cuốn cùng với là thịt luộc và đây là chả cá mọi người nhé. Đây là có ớt cay và tỏi, mình sẽ làm nước chấm. Thì món cuốn thì ngon hay không thì là quyết định bởi nước chấm mọi người ạ. Và đây là mình sẽ sử dụng bánh phở mình cuốn, mình sẽ thay cho bún mọi người ạ. Và đặc biệt nữa là hôm nay mình sẽ sử dụng là bánh tráng gạo huyết rồng này, cái này mình chưa ăn bao giờ. Bình thường ấy thì mình sẽ sử dụng bánh tráng mà trắng ấy mọi người, bánh tráng gạo bình thường thôi. Nhưng mà hôm nay mình thấy có cái bánh tráng này mình mua ăn thử xem nó như nào mình biết. Thì bây giờ mình sẽ là cắt rau. Rau này thì mình có thể để như thế được nhưng mà có cái lá tỏi mọi người. Lá tỏi dài thì mình sẽ cắt ra để cuốn cho nó dễ. Còn đâu lá các loại rau thơm khác thì mình vẫn để nguyên mọi người nhé. Mình sẽ để vừa với là một cái cuốn dài sẽ vừa với công việc của mình. Không biết mọi người có thích ăn lá tỏi không? Có rất là nhiều người không ăn được tỏi không mọi người. Còn mình thì rất thích ăn tỏi mình nhé. Ăn tỏi rất là tốt cho sức khỏe đấy. Mình cứ ăn đều đặn hàng ngày ấy. Kể cả mình ăn củ tỏi cũng được. Củ tỏi hay lá tỏi thì đấy đều được mọi người nhé. Mình sẽ xoài. Xoài này thì tại vì xoài nhà ấy. Xoài này rất là chua mọi người. Vậy là mình đã sắt xong, thái xong xoài rồi mọi người ạ. Thì bây giờ sẽ tiếp tục thái chả cá và thịt luộc mọi người nhé. Thái thịt luộc đi. Đây là chả cá mọi người nhé. Chả cá thì hấp hay là chiên lên ăn cũng rất là ngon. Rồi anh sẽ cho
chấm đâu mọi người ạ. Không được quên mất nước chấm. Thì nước mắm lượng nước mắm và lượng nước sôi thì nó cùng nhau không nhỉ? Mọi người nhá.
mổ nó là cái khá lắm á. Ăn nó rất là dai, dẻo, rất là ngon mọi người. Có món hơi nhanh, hơi ngả, hơi lâu rồi.